Ngày 18 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hóc Môn đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Xuân Tùng về hành vi vận chuyển hàng cấm là pháo nổ. Trước đó, ngày 10 tháng 5, Công an bắt quả tang đối tượng đang điều khiển xe ô tô tải chở theo 11 thùng cắt tông. Bên trong chứa nhiều loại pháo nổ với tổng trọng lượng gần 620 kg, cùng 29 thùng cắt tông bên trong chứa các loại loa có xuất xứ nước ngoài, đã qua sử dụng, không có hóa đơn chứng từ khi đang đổ trên đường số 5, ấp Tiền Lân 7, xã Ba Điểm, huyện Hóc Môn để chuẩn bị giao cho khách. Đến ngày 14 tháng 5, ban chuyên án bắt giữ Trần Xuân Tùng, sinh năm 1989, thường trú tỉnh Bình Thuận, là chủ kho hàng khi đang lẩn trốn tại nhà người quen. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hóc Môn tiếp tục củng cố chứng cứ, đồng thời điều tra mở rộng, xác định tất cả các đối tượng có liên quan đến đường dây trên.